Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, quý vị nhớ cái trạng thái đầu tiên quan trọng nhất của chúng ta là gì? Đề xướng niệm Phật. Rồi mình nở nụ cười nhẹ nhàng cái, nó làm cho cơ thể mình tuyệt vời. Dù là buổi sáng nay mình thức dậy mình không được khỏe mạnh gì mấy, nhưng mà cái trạng thái này sẽ giúp cho quý vị có một nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm quý vị, tuyệt vời lắm. Nên quý vị nghe một công đoạn này: danh hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật là hàm chứa tâm từ bi, tâm yêu thương, tâm hoan hỷ, nên trong đạo Phật, Đức Phật A Di Đà còn được gọi là Phật Hoan Hỷ Quang. Thường niệm danh hiệu Ngài sẽ giúp chúng ta tăng trưởng tâm hoan hỷ, tâm yêu thương, tạo thêm sức miễn dịch giúp cho khử trừ mọi bệnh tật. Cực kỳ hay. Không? Niệm danh hiệu A Di Đà Phật giúp cho chúng ta tăng sự hoan hỷ, tăng tâm yêu thương 100%. Ngày xưa khi những đức chưa biết tu, những đức có hoan hỷ gì đâu, những đức biết thương mình thương ai gì đâu. Mà bây giờ cái tâm mình thương nhiều người, thật sự mà nói thương rất nhiều người luôn. Mình gầy la ai, mình trách ai, mình cũng vì người ta không, chưa bao giờ mình nghĩ mình vì bản thân mình gì hết. Tự nhiên cái tâm yêu thương mình nó sanh ra dành cho nhiều con người lắm, dành cho nhiều con người lắm quý vị. Khi qua lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, là những đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị. Vì những đức nhìn cái người khiếm thị, khi mình được có duyên tổ chức, nhìn họ tội nghiệp quá. Khi mà chương trình khiếm thị xong, quý vị coi lại đi quý vị. Vì coi lại đi rồi quý vị thấy rằng là mình hạnh phúc quá quý vị à. Coi lại đi, thấy mình hạnh phúc quá, phải không? Vì bấm chương trình khiếm thị vì coi đi. Vì mỗi lần buồn giận hận trách gì, vì đau lòng khổ tâm gì, vì coi chương trình khiếm thị đi, vì phấn chấn liền. Vì coi người ta bị mù, bị què hoặc lết bò, nhiều người phải kiếm từng đồng từng cắt để sống. Mình cỡ nào đi chăng nữa, lục căn vẫn còn đầy đủ quý vị à. Sự mất mát gì mình vẫn còn cơ hội cao lắm. Vì mình còn sáng mắt, mình còn được nghe Phật Pháp, mình còn khói ốc này, mình nên phấn chấn lên, mình không có cái gì phải buồn khổ cả. Đúng không? Coi nhìn khiếm thị đi, rồi mình thấy mình quá hạnh phúc. Nhìn lên quá thì mình thấy mình không bằng người, nhưng mình nhìn xuống thì mình thấy mình hơn rất nhiều con người luôn. Nên khi qua lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm là những đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị. Tổ chức chương trình khiếm thị thì bỏ cái từng viếng Bồ Tát Quán Thế Âm xong đi. Thí dụ như chủ nhật là mình lễ Quan Âm Bồ Tát là xong, ngay ngày 20 tháng 6 âm lịch đó, thì qua thứ hai của tuần đó, thì tuần đó bỏ đi, tuần sau nữa vào thứ sáu là những đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội tu được phước duyên, đều có cơ hội tu được phước duyên. Sự lợi ích này lớn lắm. Kệ, đến với cuộc đời này làm những việc gì ý nghĩa được mình cố gắng làm, chân thật cố gắng làm. Nên mỗi buổi sáng chúng ta đều nhắc nhở nhau quý vị. Thức dậy cái là đề xướng niệm Phật liền, nhớ Phật liền. Vì sao? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đề xướng niệm Phật liền. Yeah.
người nó sảng khoái vô cùng. Giống như mỗi câu Phật hiệu là xoa bóp tế bào của mình dịu dàng, nhẹ nhàng, thoải mái. Cái trạng thái đó tự nhiên gương mặt mình giống như nó thích thú, giống như mình niệm Phật mà gương mặt mình thoải mái vì nở nụ cười nhẹ cái sảng khoái quá. Đó. Nó cái cảm giác nó đặc biệt lắm quý vị, cảm giác nó đặc biệt lắm. Tự nhiên có người nó nhẹ nhàng rồi, tự nhiên mỗi sáng thức dậy xong mình nhìn thấy người trong nhà mình ai mình thấy mình cũng dễ thương. Tại vì cái tâm trạng mình nó thoải mái quá. Tâm trạng mình thoải mái. Nên những đức nói ở gia đình có thờ ngôi Tam Bảo công phu sáng tối. Sáng mà công phu thờ xong có người nó sảng khoái gì đâu. Rồi xong mình nghe pháp này. Ví dụ như mình lên mình tu thờ đó mình không trực tiếp được, mình tu xong mình nghe. Cái trực tiếp nó có sẵn mà. Rồi cũng là trực tiếp thôi, nghe liền. Người thoải mái liền. Cái đặc biệt nhất là mỗi buổi sáng mình nhắc nhau niệm Phật liền. Sáng cái là mình giảng trực tiếp mình nhắc niệm Phật liền. Người nghe cái là nhắc niệm Phật liền. Vui liền trong tâm liền, nó cởi mở cái tâm tư thoải mái liền. Đó. Sáng hay là trưa chiều gì thì nghe bài này cũng vậy thôi. Lúc nào bấm lên nghe cái là niệm Phật liền, vui liền, cởi mở tâm tư liền. Đúng không? Có người phải trạng thái như vậy. Vì nghe rất rõ ràng. Câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hàm chứa tâm từ bi. Đó. Danh hiệu Phật là hàm chứa tâm từ bi. Vì thì mình niệm danh hiệu Phật mình sẽ hàm chứa tâm từ bi. Mà người khi tâm từ bi mà rộng lớn thì sự bao dung sẽ lớn. Tha thứ lớn. Mà có người bao dung và tha thứ thì con người bị không bao giờ phiền não quý vị. Chắc chắn quý vị luôn. Niệm câu Phật hiệu là tâm bao dung lớn nha. Tâm từ bi, tâm yêu thương. Nha, tâm yêu thương phát ra. Tâm yêu thương phát ra. Yêu thương muôn loài, yêu thương con người, yêu thương tất cả súc sanh. Yêu thương loài động vật không bao giờ đập giết và muốn ăn chay. Khi một con người bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia mà khi ăn chay trường niệm Phật, giữ trạng thái vui vẻ, không nặng nề, không buồn phiền thì quý vị biết rằng thọ mạng còn, nhất định tiêu nghiệp hết bệnh. Thọ mạng hết nhất định được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nhớ nghe. Nên phát tâm ăn chay trường, phóng sanh. Thấy những con vật nó được thả ra mình vui, mình vui trong lòng, mình vui vô cùng. Giống như mà người ta ở tù mà ta được thả ra, hoặc mình ở trong tù mà mình được thả ra mình vui thiệt vui. Cái hạnh vô ý thí này lớn lắm nhé. Nên trong đạo Phật, Đức Phật A Di Đà còn được gọi là Phật Quan Hỷ. Thường niệm danh hiệu Ngài sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng tâm quan hỷ. Đây là 100%. Người nào mà siêng niệm Phật, người nào mà nghe những bài giảng này thì cái trạng thái vị thường quan hỷ. Thường siêng niệm Phật là thường quan hỷ. Cái người niệm Phật họ rất dễ tính, 100% luôn. Quý vị coi người tu tịnh độ họ rất gần gũi, họ rất đơn giản, họ rất dễ tính. Hôm qua như đã gặp một cái cô này, cô nói câu: con nghe pháp rất nhiều người mà con thấy thầy giảng này dễ hiểu nhất, khỏi cần động não luôn. Những đức nói mình là hai lúa mà cô. Lúa mà cô thấy không? Lúa mà gần gũi. Từ nơi đó mà nghe cái hiểu thì khỏi cần động não. Bây giờ người ta trẻ người ta động não còn được, còn bây giờ mình già mình động não với bà nó đứt cái bực tiêu luôn. Nên nghe những đức là chắc nhất, khỏi cần động não. Rồi xong bà hỏi những đức: dạ thưa thầy, con thường nghe người này cái kia giảng nói phải tiêu nghiệp sạch sành sanh, phải không còn vọng tưởng, niệm Phật mới giảng cái sanh. Con thấy khó quá thầy ơi. Nhân đức nói: đó là bậc thượng giảng sanh, bậc chung vẫn còn vọng tưởng. Bậc hạ như mình thì vọng tưởng càng nhiều. Người ta là bậc thượng, cô đâu phải bậc thượng. Người ta là bậc chung, cô đâu phải bậc chung. Chúng ta là bậc hạ thì mình làm cái việc gì? Tính nguyện niệm Phật. Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ. Chúng ta cứ niệm Phật, tính nguyện kiên cố. Cô niệm Phật, cô tin niệm Phật, Phật rước cô. Cô tin cô là kẻ phàm phu đúng không? Đúng, con là phàm phu. Cô tin như vậy, cô là phàm phu, niệm Phật. Cô tin rằng cô niệm Phật, Phật rước cô. Cô tin không? Cô phải tin. Cô phải tin là cô niệm Phật, Phật rước cô. Vì cô đâu phải bậc thượng, đâu phải bậc chung. Mà cái giảng đó của bậc thượng, bậc chung. Còn mình là bậc hạ. Người ta là bậc thượng, bậc chung. Mình là bậc hạ. Mình là người vọng tưởng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình là nhiều thứ loạn tâm,
tín nguyện đi Phật cầu sanh Cực Lạc, tin chắc 100% Phật trước. Vì Đức Phật A Di Đà phát lên nguyện thứ 18, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu Ngài là A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu Ngài, đến khi thọ mạng đến, chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, Ngài tiếp dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài đâu có nói rằng tiêu vọng tưởng, tiêu nghiệp chướng gì đâu. Ngài chỉ cần mình chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng vui càng thích. Nghe như vậy rồi trong lòng mình thấy mình có cơ hội. Xong cô nói rằng con nghe giảng rằng là buồn cũng không được chấp. Thì buồn mà chấp thì nó nặng nề rồi. Thì buồn thì chấp ai với đạo Phật liền. Còn vui, vui cũng không được chấp thầy. Những điều cô nói nó đúng hết trơn. Nhưng mà làm thì cả vấn đề. Có khi buồn thì mình buồn xong rồi mình nghĩ buồn nó có lợi ích gì không ta. Mình nói buồn có lợi ích gì không ta. Suy nghĩ buồn có lợi ích gì không ta. Buồn có lợi ích gì không. Thấy buồn không có lợi ích. Nói mình nghĩ đó. Chứ mình đừng có mà buồn cái mình đè phục lia lịa. Phải suy nghĩ cho thông suốt. Buồn có lợi ích gì không ta. Buồn có lợi ích gì không. Không. Không gì buồn chứ vậy. Thì từ từ mai mốt giảm buồn tối đa. Rồi đời sướng. Niệm liền đó. Ở khi mình vui, mình vui là tốt quá rồi. Thì bà cụ có nói là mấy thầy giảng vui cũng không được chấp vui. Thôi vui cũng tốt quá rồi. Thí dụ như mình cười. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Nó là tiếp nói nụ cười. Hiểu không? Tiếp nói nụ cười vẫn là tốt. Rồi thì bây giờ mình cười xong rồi thì làm gì? Làm gì? Ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Khi bị vui một việc gì quá vui quý vị thì tự nhiên mình tạm dừng cái. Ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật. Nó tích tụ cái niềm vui cho quý vị càng vui nó bùng phát lên thì. Đi thử nghiệm đi. Con bị lao theo niềm vui quá vui luôn. Có khi nó cũng mệt. Nên giảng thì không có sai. Nhưng mà mình phải làm sao mà mình làm được mới. Từ nơi đó mình vọng tưởng nhiều ít. Khi mình niệm Phật hay thiện niệm ác niệm, mặc kệ mình cứ niệm Phật đi. Mình nghe gì là mình thấy mình có cơ hội liền không nhau. Mình nghe gì là mình thấy mình có cơ hội liền. Nên tất cả những người mà khi mình nghe pháp người này người kia giảng tùm lum mà mình gom vô coi chừng mình loạn tâm mình làm được. Mà loạn tâm đấy. Mình phải xem căn tính của mình sao nè. Xem căn tính mình sao. Nên nó là đọc sách người xưa xem căn tính mình. Người ta là bậc thượng bậc trung, người ta giảng cho bậc thượng bậc trung nghe. Mình là bậc hạ nè, mình giảng cho bậc hạ nghe nè. Bây giờ ai nghe bây giờ cũng khỏi cần động não chứ. Niệm danh hiệu Phật mình phát tâm yêu thương, phát tâm từ bi, phát tâm quan hỷ vui vẻ, tạo thêm sức miễn dịch giúp khử trừ mọi bệnh tật. Nên tuổi già rồi hay trẻ như vậy, bực bội phiền não là bệnh đau đó quý vị ơi. Ai trong chúng ta không muốn mình đẹp? Thật sự những đức cũng muốn mình đẹp chứ. Ai mà muốn mình sâu bao giờ đâu quý vị. Không, ai mà muốn sâu bao giờ đâu quý vị. Ai mà không muốn mình đẹp, đúng không? Nên niệm Phật giáng sanh chứ đều muốn mình đẹp hết chứ, đúng không? Giờ những câu trưởng đoàn luôn nè, những câu dù chồng bỏ chồng chê cũng muốn mình đẹp chứ, chứ muốn mình xấu hả? Dù 50-60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi cũng muốn mình đẹp. Ai khen mình đẹp mình thích chứ. Thật sự mình nói ai khen mình đẹp mình thích. Chứ ai chê mình xấu mình cũng buồn lắm. Ví dụ như gặp mà kêu, ví dụ như Đức là tên Hiền, Hiền người đẹp. Trong lòng thấy nó thích lắm quý vị. Có khi nó ngại ngùng mắc cỡ đôi chút chứ thật sự nó thích. Kêu mình gì mình phái lắm. Nó thật sự luôn. Mà cái niềm vui nó giúp cho mình đẹp thiệt. Chẳng phải dễ đâu nghe. Gặp kêu Hiền người đẹp. Không, Hiền người đẹp. Hay là Án người đẹp. Nó từ nơi đó mà
Khen mình là mình thấy thích, vui. Chê mình thì mình buồn. Nhưng mà có những khi mình bị chê, mình hãy suy nghĩ kỹ. Có khi người ta giúp mình để mà sửa những cái điều không phải, rồi mình hoàn chỉnh mình tốt. Hoàn chỉnh mình tốt. Chứ mình đừng có mà mang cái tâm trạng mà bực bội khó chịu, mình xấu thêm. Bực bội khó chịu nó loạn tâm, nó làm cho mặt mình xấu lại, làm tế bào mình bị chấn thương, chấn động, ảnh hưởng. Còn mình niệm Phật là có vật hiệu nó xoa bóp tế bào mình, nhẹ nhàng thư thớ, hiểu không? Thư thớ nhẹ nhàng thoải mái. Người nó vui vẻ, nó an lạc. Quý vị biết có khi những đức cũng mệt, nhưng mà quý vị thấy trạng thái những đức lúc nào cũng thấy thoải mái nhiều. Là vì những đức thường niệm Phật mà. Nên những đức thường khuyên người trong chùa mình làm gì làm, cố gắng niệm Phật. Đeo cái máy niệm Phật nhỏ như đức tặng để trong người, cứ niệm Phật nhỏ 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 niệm suốt. Còn làm gì cái tay của cái miệng mình bịt khẩu trang lại. Làm việc chúng tôi nấu ăn đồ, cắt gọt trái cây đồ, đồ ăn mà mình ai là Phật, đôi khi nó giăng nước bọt, nên mình làm việc bịt khẩu trang lại rồi mình niệm Phật bình thường gì, hiểu không? Còn những cái công việc bình thường thì mở khẩu trang cho thoát thoải mái. Nên ai mà không muốn mình đẹp, mà buồn dặn là xấu nghe, buồn dặn là xấu á, buồn dặn là xấu mặt như con gấu. Gấu vì sao? Nhau mặt kỳ cục. Nên từ nơi đó mà con người phải thường vui, thường thoải mái cái tâm. Ồ sáng mà nghe gì con người nữa, sảng khoái gì đâu. Đúng quý vị, những đức giảng là những đức con thấy thoải mái nè, những câu này hay quá. Khi chúng ta cảm thấy hoan hỷ và có tâm niệm tốt lành, toàn thân chúng ta cả thảy thư thái và dễ chịu. Khi chúng ta niệm Phật chính là đem tâm niệm của mình đặt vào trong trạng thái năng lượng cao nhất, từ bi, hỷ xả, thanh tịnh nhất. Trạng thái tâm niệm này sẽ sinh ra hiệu quả an ủi và khích lệ từng tế bào một trong cơ thể. Khi niệm Phật tâm quan hỷ vui vẻ là giúp cho những tế bào, từng tế bào một trong cơ thể được tốt. Mà tế bào nó được so bóp thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ, rồi người mình sảng khoái lắm. Quý vị coi khi mình vui mặt mình hồng lên đúng không? Khi bực bội, la lối, tức tối lên mặt xanh xao đúng không? Vì thì mình có người thường vui. Con người thì nhất định có những lúc cũng bực bội, nhưng chút thôi. Từ càng tu càng gì sao càng giảm tối đa. Nên nhất là người già nghe, những đức nhắc những người lớn tuổi, người già nghe. Người già rồi mà dễ bực bội, sân si, la lối lên cái là chấn thương. Có khi tai biến nằm một đống, té chết liền, đứt gân máu, le lự, chết quen. Già rồi phải niệm Phật, thường xuyên không có được bực bội khó chịu. Đừng có giận hờn con cháu gì tùm lum mất công. Còn nhỏ mình nuôi người ta, chứ bây giờ người ta lớn thì mình nói người ta đâu có nghe. Thôi, nói người ta không nghe thì thôi, niệm Phật. Đúng không? Vậy thì quá đặc biệt rồi. Có khi mình không nói người ta, mình niệm Phật mà có khi mình còn dễ độ người ta hơn. Mình khuyên người ta niệm Phật, mình vui vẻ, mình còn dễ độ nó. Tất cả mọi người nghe công đoạn này quan trọng. Niệm Phật là một phương pháp tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Niệm Phật là tích phước lớn nhất. Niệm Phật là tích đức lớn nhất. Niệm Phật là đời này được Phật tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc. Quý vị coi, một câu Phật hiệu thôi mà thù thắng như vậy. Nên chân thật đem những bài pháp này chia sẻ cho nhiều người được nghe. Những đức nói rằng những vị mà lập trang á nghe, một ngày bị đưa lên mà chừng 20-30 người nghe, 50-70 người nghe thôi, quý vị biết quý vị cũng dư vốn. 20-30 người, 50-70 người nó nghe thôi, quý vị biết rằng là bao nhiêu người nghe mà để niệm Phật. Một câu Phật hiệu người ta niệm lên phước sanh vô lượng, quý vị biết cái phước quý vị lớn cỡ nào chưa? Vì đem bài pháp vì giới thiệu cho người ta được coi, được nghe. Nên những người lập trang mà những bài pháp mà chia sẻ tịnh độ này nè, cái công đức vị lớn lắm. Dù cho những cái người ta lập trang mà người ta đưa cái này cái kia vô không được lợi ích gì, mà like người ta có đông đi chăng nữa thì cái phước hưởng đó, đến một ngày nào hết phước rồi là không có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà bị lập trang dù người ta nghe không nhiều như những cái phù phiếm này kia, nhưng quý vị phải nhớ rằng đây là cái việc quý vị tạo công đức phước báo rất là lớn, tích tụ về sao thù thắng lắm. Cái trang quý vị trở thành một cái trang Phật giáo, ngôi nhà quý vị trở thành một ngôi nhà Phật giáo, chứ không phải là ngôi nhà tạp loạn tá lả bên tùm lum. Không phải chỉ kiếm tiền để cho ngôi nhà mình tạp, ngôi nhà mình tạp một ngày nào hết phước là tan nát ngôi nhà.
Nên ngôi nhà mình trở thành một ngôi nhà Phật giáo, ngôi nhà giáo dục, một ngôi nhà thiện lành, một ngôi nhà hoan hỷ, một ngôi nhà từ bi, một ngôi nhà khoan dung tha thứ, một ngôi nhà mình quá đặc biệt. Mà mình ở trong ngôi nhà này thì quá tuyệt vời, đúng không? Đó, nên lập cái trang ra, lập cái trang, cái thầy thích những đức, pháp thoại thì thích những đức, hay là cái trang gì đem những bài pháp này để vào, phát triển rộng ra. Cứ chăng thật kiên trì đi, làm cái gì cũng phải kiên trì kiên nhẫn mà làm. Còn mình đi đến đây mình dự lễ này kia, mình cầm điện thoại mình quay, mình làm những cái buổi mà ngắn ngắn nhỏ 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 ở chùa mình, mình bỏ lên cái trang mình để giới thiệu chùa, vì chùa mình giờ quá nhiều người biết, thì cái trang quý vị nó sẽ mau bốc lên, rất là mau. Thật sự mà nói, cái sự giới thiệu của mình để cho người ta nghe pháp mà, Phật pháp mình cũng phải cần giới thiệu. Vì sao? Giới thiệu là thuyết pháp nè. Bây giờ mình có được cái đồ tốt mà mình giới thiệu là tốt chứ có gì đâu, hiểu không quý vị? Phật pháp là tốt, mình giới thiệu chứ. Đó, để cho người ta được lợi ích. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người niệm Phật thường vui vẻ an lạc, không buồn giận người để trong tâm. Nhớ, không buồn giận người để trong tâm nghe. Gây dựng tín nguyện cả đời niệm có Phật hiệu này. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.